Nào là học sinh lớp 12, 1 là tài liệu chất thành đống, 2 bệnh cũng phải ráng đi học, sợ nghỉ ngay lúc giáo viên giới hạn trọng tâm ôn bài, 3 là đêm nào cũng trà sữa bánh kẹo, người ta ôm thi gầy còn mình thì mập, 4 thời gian xàm xóa với con quể cùng bàn nhiều hơn nói chuyện với ba mẹ, 5 là chuỗi ngày với câu nói tao đói bụng quá, 6 ngày nào mà vào lớp không giải đề hay trả bài miệng thì chắc chắn hôm đó kiểm tra 15 phút hoặc một tiết, 7 trong đầu chỉ toàn benzen, sóng, lão hạc, chị dậu đến lúc nằm mơ cũng thấy công thức, 8 là bắt đầu xe đủ thứ, từ cái muỗng cho tới cái tô, hy vọng là đậu tốt nghiệp. 9 là khi tiền tiêu và tốn vào việc photo để cưng hết. 10 đi sang mười mấy bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng, đi xin hồ sơ đến nỗi mặt dày như mặt đường. 11 là khi cả đám khóc bù lu bù loa trong ngày tổng kết, họp lớp thì không một bóng người. 12 thời điểm này, ước mơ của cả đời người chỉ gom lại trong một câu, ước gì có thể ngủ mà vẫn đậu đại học. Bạn có còn lưu ý gì về thế nào là học sinh lớp 12 không? Comment cho chúng mình biết nhé. Hãy nhấn subscribe, nút đăng ký ở phía dưới để xem thêm nhiều video hay và bổ ích đến từ Kỷ Sài Gòn nhé.